Các bạn có giống như Kỳ Kỳ trước đây không? Hầu như là tháng nào mình cũng mua ít nhất là một món mỹ phẩm. Hình như không có lúc nào một hết trơn á, toàn là nhiều hơn con số đó không à. Và bây giờ mình nhìn lại cái tủ mỹ phẩm của mình, có khi mình xài chỉ có một nửa, nói một nửa là cũng là quá rồi đó. Có khi mình xài chỉ có 1/3 thôi. Có nhiều cái mình còn chưa khui ra nữa. Các bạn có biết tại sao không? Tại vì mình đã bỏ tiền ra mua những món mỹ phẩm mình thật sự không cần thiết, chỉ là mình muốn mua thôi. Thì ngày hôm nay Kỳ Kỳ sẽ nêu ra 5 điều Kỳ Kỳ rút ra được sau cái khoảng thời gian phung phí tiền mà mua mỹ phẩm. Các bạn chỉ cần nắm 5 điều này thì Kỳ Kỳ chắc chắn rằng qua năm sau các bạn sẽ chi tiền cho mỹ phẩm ít hơn, chi tiền cho những món mỹ phẩm thực sự các bạn sẽ dùng được, xài được và phù hợp với các bạn. Nếu các bạn có quan tâm thì ở lại chơi với Kỳ Kỳ nha. Hello, xin chào các người đẹp và các chàng trai của Kỳ Kỳ. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã quay trở lại và chơi với kênh YouTube của Kỳ Kỳ nha. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé ngang chơi với kênh YouTube của Kỳ Kỳ thì Kỳ Kỳ xin giới thiệu. Kỳ Kỳ tên là Kỳ Kỳ. Năm nay Kỳ Kỳ 41 tuổi và kênh YouTube này là nơi để Kỳ Kỳ chia sẻ những cái kinh nghiệm làm đẹp, kinh nghiệm chống lão hóa, cũng như là lâu lâu Kỳ Kỳ sọt dưa vào những cái kinh nghiệm sống để chúng ta có thể luôn sống vui, sống lạc quan, sống yêu đời, sống tích cực. Từ đó chúng ta sẽ trẻ khỏe từ bên trong. Nếu các bạn quan tâm những cái chủ đề này, các bạn có thể consider subscribe cái kênh của Kỳ Kỳ. Nếu các bạn thích cái clip ngày hôm nay của Kỳ Kỳ, nhớ đừng quên cho Kỳ Kỳ một like nha. Cảm ơn các bạn. Love you. Điều đầu tiên Kỳ Kỳ muốn nhắn gửi các bạn là các bạn không cần thiết phải bỏ tiền ra mua những món mỹ phẩm, những thành phần chỉ để lấp đầy cái routine của các bạn cho đầy đủ, cho các bạn có bè, có chị, có em. Kỳ thấy có rất nhiều bạn bắt buộc là phải có là rửa mặt, xong là phải có toner, xong phải có BHA, HA, phải có serum, phải có kem dưỡng sau serum để chống bốc hơi, phải có HA, ôi phải có retinol. Các bạn ơi, cái làn da của chúng ta đó nó không thể nào hấp thụ được nhiều như vậy đâu. Và có rất là nhiều bước các bạn có thể không cần thiết. Ví dụ như nếu các bạn phù hợp với BHA nè, nó làm sạch lỗ chân lông, nó tẩy da chết cho bạn thì bạn cũng chẳng cần phải có AHA để làm gì, hoặc là những cái dạng tẩy vật lý. Hoặc nếu như là bạn đang có sử dụng retinol hoặc là tretinoin, trong đó nó cũng có cái tác dụng tẩy da chết rồi, thì thực sự là các bạn cũng chẳng cần BHA hoặc AHA, trừ khi là các bạn bị lỗ chân lông bưng bít, các bạn cần phải có BHA để làm sạch lỗ chân lông. Ví dụ là như vậy. Hãy lắng nghe coi da của mình thuộc loại gì, cái mối quan tâm của da mình là gì. Vậy bây giờ nếu nhà các bạn nhiều quá mà các bạn cũng không biết là mình sẽ phù hợp loại nào và không phù hợp loại nào, theo Kỳ Kỳ là rất là đơn giản. Từng loại các bạn hãy bỏ ra trong quy trình của mình. Nếu da mình chẳng thay đổi, có nghĩa là cái sản phẩm nó chả giúp gì ớt gì được cho mình hết, thì mình hoàn toàn có thể bỏ ra. Ví dụ đi, đối với Kỳ Kỳ vitamin C, ascorbic acid nó không có làm cho da Kỳ khác biệt hơn gì hết trơn á. Hoặc là HA đi, Kỳ Kỳ cũng chẳng thấy HA nó làm cho cái da của Kỳ Kỳ nó ẩm hơn hay nó mướt hơn, nó căng hơn như thế nào đó. Cho nên routine của Kỳ Kỳ HA và vitamin C chưa bao giờ là một cái bước mà nó cần thiết. Đó là một cái ví dụ. Điều thứ hai Kỳ Kỳ muốn chia sẻ với các bạn là đừng mua vì bảng thành phần đẹp, công thức sạch. Tại vì các bạn biết không, không có hàng mỹ phẩm nào làm ra mà để cho muốn hại da của các bạn hết trơn á. Trước đây khi Kỳ Kỳ bắt đầu mà dùng kem chống nắng thường xuyên hàng ngày á, cách đây 7 năm, Kỳ Kỳ cũng quan tâm lắm là cái thành phần công thức ở trong cái kem chống nắng như thế nào, bao nhiêu chống nắng vật lý, bao nhiêu phần trăm chống nắng hóa học. Tuy nhiên mua về Kỳ Kỳ không xài, tại vì Kỳ Kỳ bôi lên Kỳ Kỳ không thích cái cảm giác của nó. Cái điểm thứ ba mà Kỳ Kỳ thường hay mắc phải nhất bởi những cái kênh bán hàng online Tiki, Shopee, Lazada vậy đó các bạn, vì họ luôn luôn có những cái chương trình sale lớn. Chẳng hạn bây giờ mỗi tháng là mình luôn canh là 1 tháng 1, 2 tháng 2, 3 tháng 3, 4 tháng 4 gì đó. Và Kỳ Kỳ luôn canh giống như là thức đêm luôn để canh, để săn voucher để mua. Mà các bạn biết không, nhiều khi mình chỉ vì những cái voucher đó mà mình mua những cái sản phẩm mà thật sự mình không cần thiết. Có nghĩa là nhiều khi trong đầu của mình không có ý định mua đâu, nhưng mà tại vì cái món nó đang có sale và đang có thêm voucher nữa, cho nên hoặc là có những cái khuyến mãi tặng kèm. Nhiều khi mình canh sale quá trời rồi, canh khuyến mãi mình mua, rút cuộc về cái món nó thật sự không cần thiết cho da của mình, và những cái món hàng khuyến mãi cũng không phải là phù hợp với da của mình. Tuy nhiên họ đánh tâm lý rất là hay, họ biết người tiêu dùng của mình chỉ thích free, miễn phí, thì họ push, đó làm cho mình phải nhấn cái nút mua hàng. Thì phát hiện được rằng là sau mỗi cái ngày sale đó họ đều có những cái sale khác xuyên suốt trong tháng. Lương về của Lazada nè, hoặc là những cái nhãn mà họ muốn push sale trong cái khoảng thời gian không có sale, họ hay có những cái khuyến mãi khác. Kỳ Kỳ thấy có nhiều khi nó còn có lợi hơn và nó phù hợp với mình hơn là trong những cái chương trình sale lớn. Điều thứ ba, đừng mua mỹ phẩm chỉ vì nó đang có sale, chỉ vì nó đang có sale. Cái thứ tư đó là đừng bao giờ mua mỹ phẩm để dành. các bạn đã từng giống như Kỳ Kỳ không? Xài một cái sản phẩm nào đó và mình cảm thấy rất là thích, mình cảm thấy rất là phù hợp. Trong đầu mình luôn nghĩ là mình sẽ stick dính cái sản phẩm này chắc là trọn đời, trọn kiếp luôn á. Đúng là giống như là Kỳ Kỳ thấy là mỹ phẩm giống như là người yêu, giống như cuộc sống vậy đó. Khi mà mình đang yêu ai mình cứ nghĩ là suốt trọn đời, trọn kiếp vậy đó. Và Kỳ Kỳ đã từng mua mỹ phẩm để dành rất nhiều. Tuy nhiên trong cái khoảng thời gian mình xài, mình lại phát hiện những cái món mỹ phẩm mà mình muốn trải nghiệm hơn. Rồi khi mình trải nghiệm cái mình cảm thấy thích cái đó hơn. Rốt cuộc những cái sản phẩm mà mình mua để dành đó nằm xó trong đó, hoặc là mình phải đi kiếm người mình bán lại, hoặc là mình phải kiếm người mình tặng. Cho nên các bạn ơi, kinh nghiệm của Kỳ Kỳ rồi, nhiều lần rồi, bây giờ Kỳ Kỳ rút ra là đừng bao giờ mua mỹ phẩm mà mình đang khoái để dành, để này hết là có cái, hoặc là nó đang sale á, sẵn đó mua trữ. No 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 no. Điều thứ 5, điều cuối cùng trong cái clip này của Kỳ Kỳ đó là đừng mua mỹ phẩm vì review. Các bạn cũng giống như Kỳ Kỳ không? Đó là mình thích một cái món gì đó, mình sẽ đi tìm những cái review để coi họ nói cái gì về cái sản phẩm đó để mình mua. Và con người của mình đó, các bạn để ý đi, mình chỉ muốn nghe hoặc là muốn thấy những gì mình muốn. Có nghĩa là thí dụ mình thích sản phẩm đó đi, mình sẽ có cái chiều hướng nương theo những cái review tốt về nó. Mình sẽ cố gắng, mình dù mình có đọc review không có tốt rồi đó, mình sẽ cố gắng mình bỏ qua, mình vẫn vịnh vào cái tốt đó. Trong cái khoảng thời gian Kỳ Kỳ làm YouTube này, Kỳ Kỳ biết được có rất là nhiều hãng mỹ phẩm gửi sản phẩm làm review, và họ sẽ coi, họ sẽ muốn xem trước cái review của mình nói gì trong đó. Kỳ Kỳ đã gặp một cái nhãn hàng và bắt Kỳ Kỳ bỏ ra những cái câu Kỳ Kỳ nói, ví dụ như là kem chống nắng này rất là kiềm dầu, tuy nhiên nó sẽ hơi khô cái bề mặt da của Kỳ Kỳ, nhưng mà Kỳ Kỳ chắc chắn là các bạn da dầu sẽ rất khoái. Đâu có chê sản phẩm đâu, đúng không? Nhưng cái hãng đó bắt Kỳ Kỳ bỏ cái câu là cảm giác hơi khô, và Kỳ Kỳ quyết định là Kỳ Kỳ không làm việc với cái bài đó và cái nhãn đó. Trên YouTube này có quảng cáo rất nhiều, ngay cả Kỳ Kỳ cũng có quảng cáo mà, và quảng cáo nhận tiền. Tuy nhiên quảng cáo thật hay là quảng cáo giả định hay là quảng cáo nó nhiều loại lắm, mình không thể nào mà mình có thể nào filter được là ai là quảng cáo đúng, ai là quảng cáo không đúng. Cái mình có thể kiểm soát được là cái đầu óc của mình nè. Mình hãy xem nó như là những cái gọi là để tham khảo thôi, ngay cả những cái review của Kỳ Kỳ nữa. Tại vì mỗi người da khác nhau, môi trường sống khác nhau nè, rồi cái mối quan tâm về da cũng khác nhau nữa. Cho nên đó, các bạn coi review là để tham khảo thôi. Hoặc nếu như Kỳ Kỳ hay nói vậy đó, nếu các bạn thích, mình có đủ điều kiện mua về mình trải nghiệm để biết nó hợp hay không thôi. Cái đó là cái cách duy nhất, cách chính xác nhất để biết là cái món mỹ phẩm đó có phù hợp hay không nha các bạn. Điểm cuối cùng Kỳ Kỳ muốn gửi gắm đến các bạn là đừng mua chỉ vì review tốt về nó. Đó là 5 cái điều Kỳ Kỳ rút ra được qua cái khoảng thời gian làm YouTube, cũng giống như là cái khoảng thời gian phung phí tiền vào mỹ phẩm. Một cái câu hỏi cuối cùng Kỳ Kỳ hay đặt ra cho bản thân mình là vậy rốt cuộc Kỳ Kỳ vẫn sẽ mua những cái món mỹ phẩm Kỳ Kỳ thích mà Kỳ Kỳ có thể là biết trong đầu, sâu thẳm trong đầu là Kỳ Kỳ không cần nó không? Sẽ có chứ. Trong cuộc sống của mình nhiều khi mình mua một món gì đó chỉ đơn giản là nó làm cho mình vui cái thời điểm đó, và có những cái thời điểm mình chỉ cần những cái mình có thể bỏ tiền ra mình mua để làm cho mình vui, để cho mình có một cái năng lượng nó tích cực hơn, thì Kỳ Kỳ vẫn sẽ làm, Kỳ Kỳ vẫn sẽ thích trải nghiệm những cái mỹ phẩm đó. Tuy nhiên bây giờ thì sau 5 cái điều Kỳ Kỳ vừa học đó, Kỳ Kỳ sẽ bỏ tiền ra một cách thông minh hơn, xác đáng hơn. Tuy nhiên tóm lại quan trọng cái cuối cùng là nếu bạn có điều kiện và cái việc mà bạn đang làm nó làm cho bạn vui, nó không làm cho bạn phải là bấm bụng bỏ tiền ra mua những cái đó để về bạn xót xa cái đó, thì ok bạn vẫn làm thôi. Sống trên cuộc sống này là những cái trải nghiệm, và mình hãy biến những cái trải nghiệm đó thành những cái trải nghiệm vui cho bản thân của mình. Kỳ Kỳ hy vọng các bạn thích cái clip này. Các bạn hãy cho Kỳ một like nếu các bạn thích cái clip nha. Và nếu các bạn subscribe rồi mà các bạn chưa có bấm nút chuông, các bạn có thể bấm nút chuông để mỗi lần Kỳ Kỳ vào các bạn nghe cái tiếng các bạn vào chơi với Kỳ Kỳ. Còn bây giờ thì Kỳ xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một cái Tết 2022 thiệt là vui và tràn đầy sức khỏe nha. Sức khỏe mùa này rất là quan trọng. Bye bye.